mừng bạn đến với Tu La To, túi lan tỏa tri thức, góp sức thành công. Thật vui khi được tiếp tục đồng hành cùng bạn trên hành trình khám phá tri thức mới. Nếu ở giai đoạn trước đây, nhiều người có xu hướng tham gia đầu tư bất động sản theo tâm lý đám đông và với mục đích lướt sóng, thì cho đến thời điểm hiện tại, sự thận trọng mới là yếu tố được đề cao số 1 khi đầu tư vào lĩnh vực vốn nhạy cảm này. Đối với những nhà đầu tư bất động sản mới vào cuộc chưa có nhiều kinh nghiệm, cũng không có tiềm lực vốn lớn mạnh, làm thế nào để giành được lợi thế? Câu trả lời là hãy không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ những chuyên gia hàng đầu. Đây là một con đường đúng đắn, giảm bớt rủi ro và hiệu quả nhất, giúp bất cứ ai đầu tư cũng có thể tìm được hướng đi thích hợp cho riêng mình. Cuốn sách Bất động sản căn bản của chuyên gia kinh doanh bất động sản tại Mỹ Gary Eldred sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư hiểu biết cơ bản nhất về đầu tư bất động sản và đắt giá hơn cả là phương pháp tư duy trong kinh doanh có thể áp dụng đối với mọi lĩnh vực và đối với những ai đang hoạt động kinh doanh chuyên nghiệp. Gary Eldred là chuyên viên của chương trình quản trị bất động sản tại doanh nghiệp Trump University do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng lập. Trump đã từng chứng minh và khẳng định, tôi chỉ dùng những người giỏi nhất. Điều đó rất đúng với đội ngũ chuyên viên trong các ngành nghề dịch vụ kinh doanh thương mại tại đây. Và Gary Eldred là một trong số đó. Vậy nên, cuốn sách Bất động sản căn bản của ông hoàn toàn đáng tin cậy và có thể áp dụng. Trong cuốn sách Bất động sản căn bản, tác giả đã mô tả bức tranh toàn cảnh, lịch sử phát triển và kinh doanh bất động sản ở Mỹ từ những năm giữa thế kỷ 20. Dù hoàn cảnh lịch sử và kinh tế ở mỗi nước không giống nhau và nhiều bạn có thể cho rằng những điều ông viết khó lòng áp dụng ở thực tế Việt Nam, nhưng trên thực tế, Gary Eldred sẽ cung cấp cho độc giả những hiểu biết cơ bản nhất về chuyên ngành này. Từ phương pháp đầu tư phát triển đối với những nhà đầu tư phát triển bất động sản lớn, phương pháp đầu tư bảo toàn vốn và sinh lời đối với những nhà đầu tư nhỏ lẻ, cho đến những phương pháp lựa chọn mua nhà đối với những người mua nhà để ở. Sách gồm 458 trang, 14 chương, đi kèm những ví dụ minh họa thực tiễn và sự phân tích kỹ lưỡng, đơn giản hóa các lý thuyết, giúp bạn đọc dễ nắm bắt những ý tưởng xuất sắc của các nhà kinh doanh lỗi lạc. Những bài học bạn có thể học được từ cuốn sách này đó là: Thứ nhất, học cách kinh doanh bất động sản cùng với Donald Trump. Chúng ta cần không ngừng học hỏi và rèn luyện mỗi ngày, tìm đọc những cuốn sách, báo có liên quan đến bất động sản, các đề tài mà bạn còn lấn cấn để trao đổi kiến thức và áp dụng vào thực tế. Cả tác giả và Donald Trump đều bắt đầu đọc những cuốn sách về bất động sản khi họ còn đang là sinh viên đại học. Cả hai đều bắt đầu đầu tư vào bất động sản khi hầu hết sinh viên khác còn đang hứng thú mua ô tô thật sang trọng và tìm thuê những căn hộ cao cấp. Điều đó cho thấy với bất động sản không có gì là không thể và không có giới hạn cho sự hiểu biết, học hỏi và thay đổi mỗi ngày của chúng ta. Hãy lắng nghe lòng mình, luôn cầu tiến, chiêm nghiệm những thử thách để mỗi ngày trôi qua ý nghĩa hơn. Thứ hai, thay đổi tư duy trong cuộc sống và công việc. Bạn chắc chắn sẽ có thể giàu trong ngành bất động sản. Những câu tự vấn tiêu cực mà chúng ta nghĩ ra mỗi ngày thường khiến chúng ta chùn bước. Vì thế, hãy gạt bỏ ngay những suy nghĩ đó và thay bằng những suy nghĩ tích cực. Đó là cách khôn ngoan để bạn thay đổi thực tế và con đường kinh doanh của mình. Chúng ta luôn lười đặt vấn đề cho những nhận định đã được đưa ra từ trước, từ cấp trên hay người có ý kiến chính thức trong các cuộc họp hay khi bàn bạc công việc. Ta chẳng buồn thắc mắc hay đưa ra những câu hỏi vấn đáp lại những ý kiến đó để phát triển tư duy của mình. Tin rằng mọi thứ là đúng hoặc cho qua như đó là hiển nhiên phải chấp thuận. Điều này cần phải thay đổi, bởi trong kinh doanh, tư duy nhạy bén là yếu tố thiết yếu giúp bạn nắm bắt thị trường nhà đất nhanh chóng nhất. Như danh hài chứ danh George Billings thường đùa: tôi không sợ những thứ mà tôi không biết, mà tôi sợ những thứ tôi tưởng là tôi đã biết nhưng thực ra là tôi không biết. Tập trung vào điều tích cực nhưng không được mù quáng đối với điều tiêu cực, đó là trách nhiệm của bạn. Tác giả cuốn sách Bất động sản căn bản cũng nhấn mạnh rằng đừng bao giờ chỉ nhận quá nhiều, hãy cân bằng giữa cho và nhận, hoặc hãy cho đi trước nhiều hơn nếu có thể. Phần lớn chúng ta chỉ thích nhận thì không thể nào phát triển công việc kinh doanh được. Hãy luôn đúng hẹn, giữ lời hứa và thực hiện chúng ngay sau đó. Sự đáng tin cậy từ bạn là thước đo cho giá trị của bạn đối với đối tác. Phần đông những con người làm bất động sản thường là làm vì cái lợi trước mắt, xảo trá, sẽ khiến họ không thể nào phát triển lâu dài trong ngành này. Ngoài ra, tác giả còn chỉ ra những kiến thức căn bản khi đầu tư bất động sản trong cuốn sách của mình như: xác định vùng đất này,
phát triển tới đâu và khi nào nó sẽ phát triển, tạo ra các phân khúc thị trường, kiếm lời theo luật và đúng luật, thêm nhiều ý tưởng hơn để tạo ra bất động sản có giá trị nhất, cách tiếp thị bất động sản của bạn với giá cao nhất, trả giá ít hơn so với giá trị thực của bất động sản hay định giá bất động sản như thế nào. Có thể thấy, điều quan trọng nhất mà tác giả Gary Eldred chỉ ra trong cuốn sách Bất động sản căn bản đó là phương pháp tư duy trong kinh doanh, có thể áp dụng đối với mọi lĩnh vực và đối với tất cả những người đang hoạt động kinh doanh chuyên nghiệp, mà bất động sản chỉ là phương tiện truyền tải những phương pháp tư duy này. Hiện nay, lĩnh vực đầu tư bất động sản đang thu hút được sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là các nhà đầu tư nhỏ. Ngay cả Donald Trump, ông trùm bất động sản, cũng bắt đầu sự nghiệp thành công và giàu có của mình bằng việc đầu tư bất động sản nhỏ. Ngoài việc tìm kiếm thông tin về các dự án, các nhà đầu tư và người mua nhà cần biết về kỹ năng đàm phán và cách thức định giá bất động sản. Tuy nhiên, trên thị trường Việt Nam hiện nay, hầu như chưa có các sách nào dạy các kỹ năng này, nhưng đây là các thông tin rất cần thiết và được các nhà đầu tư nhỏ tìm kiếm học hỏi. Cuốn sách Bất động sản căn bản là lời tự sự của tác giả, là những chia sẻ vô giá từ tỷ phú Donald Trump, là ví dụ từ những con người đã đạt được thành công lớn. Và hơn thế, họ cho ta cách nhìn nhận lại chính mình, để hiểu bất động sản và đam mê nó hơn. Độc giả Ryan chia sẻ trên trang Goodreads đánh giá. Như tựa đề, cuốn sách này dành cho những người bắt đầu. Nó cung cấp kiến thức nền tảng cho người mới gia nhập thị trường này hay cả những người còn đang phân vân về việc có nên tham gia vào lĩnh vực này hay không. Nếu bạn đang mới bắt đầu tìm hiểu về lĩnh vực này, hãy tìm đọc những cuốn sách như Bất động sản căn bản nhé. Bạn sẽ thấy thú vị với những câu chuyện minh họa về sự cạnh tranh công bằng và trung thực trong kinh doanh mà thị trường khởi phát như Việt Nam còn thiếu. Và bạn sẽ có thể rất kinh ngạc khi khám phá ra những ý tưởng xuất sắc nhưng lại rất đơn giản của các nhà kinh doanh lỗi lạc này đấy. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe review cuốn sách Bất động sản căn bản từ Tulato. Nếu yêu thích những nội dung chúng mình chia sẻ, hãy nhấn like, subscribe để có thể đón xem những video sớm nhất nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại!